Kính thưa quý vị đại biểu, trong suốt thời gian qua, trên các đơn vị nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường nỗ lực phấn đấu thi đua, lập thành tích cao chào mừng những ngày lễ lớn, trong đó có những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hết sức thiết thực. Và ngày hôm nay trên sân đấu này, xin mời quý vị đại biểu khách quý cùng thưởng thức chương trình văn nghệ. Chương trình văn nghệ thể hiện tình cảm đặc biệt và là món quà ý nghĩa gửi tới quý vị đại biểu khách quý ngày hôm nay. Chương trình bao gồm các ca khúc Ca ngợi Bác Hồ kính yêu, Ca ngợi Đảng quang vinh, Tình yêu đôi lứa, Ca ngợi quê hương đất nước. Chùm ca khúc bao gồm Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, biểu diễn Tốc Ca Nam. Ca khúc Em là cô giáo vùng cao, biểu diễn Tam Ca Nữ, Bích Ngọc, Thùy Dung, Mai Trang. Ca khúc Sông Đắk Rông mùa xuân về, biểu diễn Đức Thơ. Và cuối cùng là bài hát Khúc ca người giáo viên do Tốc Ca Nữ thể hiện. Người xó xa, đời đau thương xa.
Chúa.